cái lời cơm cơm mà bị người ta hất văng ra mà cũng còn cơm nữa. Trời ơi, sai lầm được đó. Cái thân này bành kia mà để cho người ta hất văng rồi mà cơm. Bữa đi muốn xin đừng. Trời ơi, không dở gì, dở cái dở dở hơn trước không dở, dở hơn sau. Dở không tới. Dở không tới hả? Ta đang khum người bài. Ta đang nghe là anh dễ mười. Dở tới. Bữa đó là không ai bàn chị hiện trơn á. Bà cầm mấy cây mà bà khổ người ta không à. Nay bà nhức đầu rồi, bà ở nhà. Ai không có trà để khỏi. Rồi bây giờ mình qua đây mình coi người ta sắc thuốc.